Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Magdeburg với Frankfurt 1:46 ngày 2 tháng 8 năm 2022, Cúp Quốc gia Đức. Frankfurt sẽ có trận mở màn tại Cúp Quốc gia Đức và họ chỉ phải đối đầu với một cái tên đến từ giải hạng 2. Nhiệm vụ dành cho thầy trò huấn luyện viên Oliver Glasner có phần dễ thở hơn khi Magdeburg đang không có được phong độ tốt với 3 trận thắng và 2 trận thua xen kẽ nhau trong 5 trận gần nhất. Lần gần nhất mà cả hai đội gặp nhau cũng chứng kiến Magdeburg thua đau trước đối thủ trong hiệp phụ. Dẫu cho trận thua ấy đã cách đây từ khá lâu, nhưng xét về đẳng cấp thì Magdeburg khó lòng mà so được với đại diện đến từ Bundesliga như là Frankfurt. Frankfurt cũng đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Tính trong 5 trận gần nhất, đoàn quân huấn luyện viên Oliver Glasner đã thắng đến 4 và chỉ hòa 1. Thậm chí 2 trận thắng gần nhất của đội bóng này đều chứng kiến hàng công thi đấu thăng hoa khi chọc thủng lưới đối thủ từ 3 bàn trở lên. Do đó, sẽ không khó để Frankfurt đánh bại Magdeburg dù là phải thi đấu trên sân khách. Kèo châu Á, Frankfurt sẽ có mức chấp 1.0 đối với Magdeburg. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng có thể thấy rõ về sự chênh lệch giữa trình độ của dàn cầu thủ hai bên lúc này. 4 trên 5 trận gần nhất cũng chứng kiến Frankfurt thắng kèo và đó cũng là lý do khiến các nhà đầu tư đặt cược vào đội bóng này. Với kèo châu Á, Frankfurt chấp 1.0, anh em nên cân nhắc kèo trên. Dream88, nhà cái uy tín, minh bạch và đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Dream88, kênh đầu tư siêu lợi nhuận với tỷ lệ trả cược thắng cuộc thuộc top cao nhất thị trường hiện nay. 1-99, cược càng lớn, thắng càng đậm. Dream88 liên kết với hàng chục ngàn ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, đảm bảo giao dịch của người chơi luôn được nhanh chóng và an toàn nhất. Khuyến mãi cực khủng cho người chơi, thành viên Dream88 nhận ngay lì xì cực khủng lên đến 88.888.000 đồng. Mọi thông tin giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật 5 lớp tiên tiến nhất hiện nay. Dream88, nhà cái trực tuyến được yêu thích uy tín nhất châu Á hiện nay. Kèo châu Á, Frankfurt chấp 1.0 full time. Hàng công của cả hai đội trong những trận gần đây đều thi đấu với năng suất rất cao. Nếu như Frankfurt ghi đến 8 bàn trong 2 trận gần nhất thì Magdeburg cũng có cùng số bàn thắng tương tự như thế ở 3 trận. Do đó có thể kỳ vọng về một trận cầu nhiều bàn thắng giữa hai đội. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Trước kèo châu Á, Frankfurt chấp 1.0 full time. Kèo châu Âu, Frankfurt thắng. Kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Magdeburg 1, Frankfurt 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.